Mày chơi vậy rồi ai chơi cho lại mày? Giỏi, cúp điện, cút về. Chào chị, hiện chúng tôi đang giữ con của chị. Chúng mày cần bao nhiêu? Cho tao con số và phải đảm bảo con tao vẫn được an toàn. Tôi là giáo viên của cháu, mới giờ rồi mà chả thấy ai đón cháu cả. Tôi đang gửi cháu ở phòng bảo vệ á, chị đến mau đi. Dạ, cô giáo, tôi đến ngay đây. Các kiểu học sinh dùng giấy nháp kiểu nhà thơ. What? Giấy nháp? Biết gì đâu nháp. À, phải làm một bài thơ tặng em lớp bay mới được. Hôm nay trời đẹp quá. Trên cây có cái lá, dưới hồ có con cá. Bài thơ hay quá. Em mê mình liền cho xem. Kiểu họa sĩ. Cô cho em xin tờ giấy nháp. Này làm bài cẩn thận quá hen. Dạ không, em vẽ. Được ba bức được cô. Kiểu phí của. Dạ cô ơi, cho em xin 5 tờ giấy nháp. Nháp gì lắm thế? Dạ em xin để lốt dưới thi, bàn em lẫn máy lỗ, viết không có được. Kiểu khéo tay. Quý khách lưu ý, chuyến bay VJ10 không có sắp hạ cánh. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn. Thằng Hưng lại xin giấy gấp máy bay phải không? Dạ không cô, em gấp qua chiếc thuyền rồi ạ. Kiểu học sinh đọc đề thi, kiểu nhanh như chớp. Cô, em chưa có đề, gấp cho em cô. What? Tính ra là tao chưa thấy nó đọc đề luôn đó. Ủa mà nó biết cái gì ta? Kiểu quan tâm bạn bè. Dạ cấm cô. Ê, mày đề chi nữa? Bỏ có ta ra cô nè. Đề chi nữa? Tao cũng đi cùng đề đó. Kiểu đọc kỹ đề. Dạ, đọc kỹ đề hả cô? Giấy in tốt nè. Chữ in rõ nè. Mực in khác hơn. Kiểu chúng ta không thuộc về nhau. Mình có học cái này à ta? Đứng lại mày, dám phóng nhanh vượt ẩu à? Nộp mạng, à nhầm, nộp phạt đây. Tôi ăn ớt mà cắn hoài không thấy nó cay. Tại vì tôi đời sống mình đã cay hơn ớt. Nhiều người hỏi sao ăn ớt lại không thấy cay. Tôi trả lời rằng tại vì cuộc sống của tôi nó đã cay hơn ớt rồi. Baby girl's moving a lot. Look at that pouch. Chú papi bồ nhà nhô. Bồ nhà nhô. Bồ nhà nhô là. Hồi còn sống á, tao tưởng thế là ngầu. Ừ.